toàn thể quý vị được biết hôm nay cũng là một ngày nhân duyên mà chúng ta đi núi. Và cũng nhờ nhân duyên đó mới gặp tụ hội trở về đây để nghe những lời giáo lý của Đức Thầy chỉ dạy. Kính thưa toàn thể quý vị, Đức Thầy dạy là cá không ăn muối cá ương, chẳng nghe lời dạy lắm đường trong gai. Hay là giảng kinh đọc tụng chiều mai, làm theo lời chỉ ngày rày gặp ta. Vậy thì mình là tín đồ Phật giáo của Đức Thầy, thì mình phải nghe lời Thầy dạy. Chẳng khác nào giống người cha mà ra đi á, để lại cho các con đó. Thì khi cha đi rồi đó, các con ráng ở nhà nghe lời cha dạy, để sau này cha trở về, cha ban thưởng hoặc giả là cho điểm hay là cha cho tiền gì đó. Đó là một người là con ngoan. Còn đứa con nào mà không ngoan đó thì trở về mà gặp những sự khổ ở nhà hay là làm những cái chuyện gì mà trái lý, mà không đúng cái lời mà của cha dạy đó thì sẽ bị tội khổ. Thì chẳng khác nào hôm nay Đức Thầy ra đi để lại cho chúng ta một kho tàng pháp bảo. Thì ta ráng học đó để mà tu đúng đường lối của Thầy. Mà đạo là một con đường đi trúng thì sống bước chặt tới chết. Nó mới hỏi câu gì quên à? À, khổ ích này anh. Khổ ích này là thức tỉnh trần, gần thiên định tuồn đời sắp hạ. Kính thưa toàn thể quý vị, trong cái đoạn văn mà Đức Thầy viết à, Thầy Khai Đạo năm 1939, mà khi Thầy viết cái bài là Khuyên Người Đời Tu Niệm đó, có đoạn văn là Thầy viết: tới đây Bà Rịa tách giờ, nói cười cười bán thuốc sân đông, ai ai đều cũng ngóng trông, coi lũ khách này hát thuật làm sao. Hát mà trong bụng xáo xào, nói cảnh bên tàu đổ máu tuôn rơ, cả kêu dân chúng hỡi ôi, sao không thức tỉnh diệt đời rằng bên. Quý vị biết là chặn cơn bão đó, ở số 5 mà ở ngoài biển Kiên Giang đó, chết biết bao nhiêu người quý vị. Chặn đó để mà thức tỉnh trần, rằng thiên định tuần đời sắp hạ, thì tất nhiên đó Thầy muốn thức tỉnh chúng sanh là biết là cái cõi đời này không còn bao lâu nữa. Giống như Thầy viết cái bài Thu Đã Cuối vậy. Thầy nói là kệ khuyên trần đã mãn mùa thu, đeo danh lợi như con vật ấy, giống xe cát biển đông thường thấy. Tên giả tràng rất uổng công trình, khi nước rồng nhờ lúc bình minh, lúc nước lớn cát kia tan rã. Quý vị nói đến đây thôi, kể mẫu chuyện mà Sử Tích Giả Tràng. Quý vị biết Sử Tích Giả Tràng đó, thở xưa đó, thì ông là một người nông phu thôi. Hai vợ chồng sống rất là ấm im hạnh phúc. Thì một hôm nọ ông đi vô rừng để mà ông làm những cái cuộc sinh nhai đó. Thì vô tình ông ngồi nghỉ thì ông đã gặp một cái, đó là một gặp cái con rắn. Gặp cặp rắn hổ mang đó, đó là hai chồng sống hạnh phúc lắm. Nhưng mà ông để ý coi cặp rắn này như thế nào. Thì một hôm nọ mà tới mùa đó mà hễ rắn cái đó, mà lột da đó, thì con rắn đực á, thì nó bảo vệ và đi kiếm mồi về cho rắn cái để ăn. Nhưng mà đến cái thời kỳ đó, thì con rắn đực đó mà lột da đó quý vị, thì con rắn cái nó không bảo vệ kiếm mồi, mà chẳng những nó còn dẫn tình nhân về để mà tình tứ, mà còn tính giết chồng mình nữa. Cái anh phu này anh thấy gì, anh tức tối quá, anh bất bình quá, anh mới lấy cây là anh tính là để mà quýnh mà cái con rắn đực kia. Ai tình vô tình đó thì lại cái cây mà trúng con rắn cái, thì vô tình rắn cái đã chết. Thì lúc đó ông mới buồn, ông mới trở về gia đình. Thì ông mới nói hồi nãy sáng giờ làm không được gì hết, mà buồn thay một chuyện, chứng kiến được chuyện khá đau lòng. Thì người vợ hỏi chứ chuyện gì vậy Giả Tràng? Thì Giả Tràng mới kể, nói bà thấy cũng cái cặp rắn hổ mang kia, thì cũng cái chuyện mà vợ mà phụ tình chồng gì đó. Hỏi sao vậy? Nói bà nghĩ coi, tới mùa mà lột da đó, gắn vợ lột da đó, thì chồng đó đi kiếm mồi và bảo vệ vợ. Còn tới chừng mà gắn chồng đó lột da đó, thì gắn vợ lại tình tứ dẫn người tình về mà còn âm mưu giết hại chồng mình. Thì hai chồng nông phu đó vừa trò chuyện thôi thì tự nhiên có con rắn đực ở trên nó hà xuống cái, thì hai chồng giật mình.
Thì cuối cùng cái con gián đực đó nó mới đưa một cái viên ngọc, mới nói rằng, nói nãy giờ tôi chứng kiến không nghe câu chuyện của ông đó, thì tôi đã mổ chết ông rồi. Thôi thì vì cái ơn đó đó, tôi tặng cho ông viên ngọc. Đây là viên ngọc quý mà nghe được các loài thú nói chuyện, tặng cho ông để ông mà giữ lấy. Thì cuối cùng đó là Dã Tràng đó quý vị. Dã Tràng mới giữ được viên ngọc đó. Thì một hôm nọ cái có một bầy quạ đi, nói Dã Tràng ở trên kia kìa có một con dê đang chết. Bây giờ ngươi lên đó ngươi lấy mà ăn, nhưng mà chia cho ta bộ đồ lòng nghe. Thì Dã Tràng cũng nghe mới kêu người dân đó lên đó để lấy. Và chợ y ta cũng có lấy nữa, lấy rồi chừa lại bộ đồ lòng. Thì trong khi đó đó, thì quạ dặn rồi đó, thì cái người dân vì tham quá đi lấy hết, không chừa gì hết. Rồi đó mới nói Dã Tràng, ngươi tại sao ngươi là người bạc nghĩa, ta cho ngươi mà ngươi còn không nghe lời ta mà ngươi lấy ăn hết, ngươi là người kẻ bạc tình bạc nghĩa. Rồi Dã Tràng nói không có. Hỏi tại sao bạc tình bạc nghĩa? Tại vì ta cho ngươi dê để mà thịt ăn thôi, chừa bộ đồ lòng cho ta mà cốt cuộc rồi thì ngươi không chừa. Dã Tràng mới nói này quạ kia ơi, vì cái chỗ đó ngươi dặn thì ta cũng nghe vậy, nhưng mà tại vì người dân làng tham quá, họ không hiểu, họ lấy hết rồi, thôi giờ ngươi tha cho ta đi, tha thứ. Rồi cái quạ nói không, thôi ông nói vậy tôi cũng tha. Thì cuối cùng người vợ á không chịu, lấy cây quất đuổi quạ. Từ đó tới sau quạ hẳn, quạ mới nói thì ngươi hãy đợi đấy đi, ta sẽ trả thù. Thì trong khi đó đó thì quạ mới lấy cái mũi tên của người vợ bắn đó, trong đó có để là khắc Dã Tràng. Rồi mới nó quạ nó mới lấy cái cây đó lợ nó ghim lên cái người xác chết đó, trên dòng sông quý vị. Ghim lên đó, lúc đó có người báo cáo về vua, thì vua cho quan đến lục soát thì mới biết là cây này của Dã Tràng, mới tìm tới. Hỏi gì chứ đây phải cái tên của ông không, thì ông trả lời nói đúng. Thì cuối cùng đó thì bắt ông đi bắt tội, dẫn ông về triều đình chỉ tội. Thì trên đoạn đi đó thì Dã Tràng đó có viên ngọc nghe, mới nghe được các loài mà chim ở trên trời bay, giống như là ngưu lang, giống như là cái mà chim ô thước vậy đó. Nói tèn ơi các bạn ơi, hôm nay đó chúng mình thấy gì không? Các bạn kia hỏi thấy gì? Nói bây giờ bên đó đó có nước, bên đó nó đang xâm chiếm kéo quân ra để mà đánh nước bên này. Rồi biết là sao giờ? Thế thì Dã Tràng mới nghe được. Dã Tràng mới nói này, dạ thưa quan, cho tôi cúp chuyện tâu một chuyện. Quan hỏi tâu cái gì? Nói tôi có chuyện quan trọng lắm, tâu với ngài. Nói chuyện gì quan trọng? Nói bây giờ ông về tâu đức vua đi, cái chuyện của tôi không có quan trọng đâu. Tâu đức vua nói hiện nay bây giờ nước bên kia nó đang tràn qua, đừng tính quýnh nước bên mình. Thôi ông đại sự ông về ông báo với cho vua để mà vua liệu lượng. Thì ông quan này ông nói ngươi có gì đâu mà ngươi nói thiệt hay nói dốc vậy? Mà sao ngươi biết? Nói tôi biết. Mà Dã Tràng không có nói cái viên ngọc thôi. Thì cuối cùng đó thì mới cho quân lính, cho quân lính lên coi, lên đèo đồi núi coi, thì thấy bên kia đang xâm chiếm, đang qua sông. Thì mới trở về thì nói thôi bây giờ ngươi có cái công cán ơn đó, thôi bây giờ ta tha cho ngươi trở về. Quý vị biết rằng thì trong lúc đó đó thì Dã Tràng trở về, trên đường về y mới ghé một cái người bạn. Người bạn này cũng chơi lâu năm thì thôi ghé vô. Thì người bạn đó thôi bây giờ ít lâu đó, anh mới ghé một lần. Thôi hôm nay ghé đó tôi làm mồi anh em mình nhậu và ăn cơm chơi. Thì cuối cùng đó, thì thôi bây giờ trong nhà không còn gì hết, chỉ còn ngỗng mà thôi. Thôi giờ đi bắt ngỗng. Thì khi ra bắt ngỗng đó thì Dã Tràng cũng đi theo, mà Dã Tràng mới nghe được. Thì con ngỗng cái đồ đó nói thôi anh ở lợ đi để em chết, anh nuôi con. Thôi bây giờ em chết đi anh nuôi con. Cuối cùng hai chồng dành qua đình lợ, Dã Tràng thấy động lòng quá, không ăn. Nói thôi bây giờ anh bạn ơi, bây giờ nhà anh còn gì không? Anh bạn kia trả lời nói dạ còn, bây giờ mình chỉ còn có tép khô mà thôi. Thì cuối cùng thôi bây giờ bắt tép để mình làm mồi để mình nhậu hay ăn cơm cũng được. Thì vì cái chỗ đó đó mà cặp ngỗng mới được sống.
Và trên đoạn đường đó, khi mà yến tiệc xong thì giả chàng ra về, bắt đầu cờ ngỗng đó mới đi là đền ơn ngỗng đực. Thôi bây giờ tôi đền ơn cho anh là một cái viên ngọc. Viên ngọc này là viên ngọc quý. Anh có viên ngọc này rồi là anh đi xuống nước rất là dễ dàng. Thì trong khi đó đó thì giả chàng có được viên ngọc rất là mừng. Rồi giả chàng mới đi xuống biển chơi. Xuống biển chơi thì ông Long Dương cũng thấy lạ quá. Tại sao anh là một cái người nông phu tầm thường mà sao anh được xuống đây? Chắc anh có quý báo gì chăng? Thì giả chàng nói chẳng có gì đâu ngài ơi. Chẳng qua tôi được có viên ngọc gì quý vậy thôi, tôi mới xuống nước dễ dàng chứ không có gì. Rồi ông Dương ông hỏi gì chứ, thôi bây giờ ngài cho ta đi. Thì ông nói đâu được, viên ngọc của tôi mà, bây giờ đổi gì cũng đổi. Ông nói không chịu. Cuối cùng thôi giải chàng đi về nhà chơi, về nhà của mình. Về thì một hôm nọ đó thì cái ông Long Dương ông mới sai sứ giả lên để giả ra người thằng Văn hỏi con nguyên nhân như thế nào. Thời hỏi ra mới biết là có viên ngọc quý đó. Rồi mới nói thôi với vợ giả chàng đó, cô làm sao lợi dụng cô lấy được cái viên ngọc đó, xuống dưới Long Dương đi. Xuống dưới chơi có nước biển đồ vui lắm. Này cái cô này cô mới nghe, cô mừng quá đi, cô mới lén cô lấy cái viên ngọc của giả chàng. Cô lấy xuống biển với cô chơi với Long Dương với. Rồi Long Dương mới dụ thôi bây giờ đó, nàng đó, lấy cái viên ngọc này bỏ vào sọ ốc này đó, nàng sẽ trở thành vua của biển cả. Quý vị biết không, thì trong khi đó bỏ vô đó, thì là vợ của giả chàng chết luôn. Cuối cùng giả chàng đi làm gì đó, thì tìm không gặp vợ đâu, mà nhớ là cái viên ngọc, tìm cũng không gặp viên ngọc. Mới biết là vợ mình đã đi xuống biển cầm viên ngọc đó. Giả chàng không biết làm sao, khi có ngọc đó thì đưa xuống thì bẻ, thì biển chẻ làm hai thì đi xuống được rồi. Nhưng mà bây giờ không có ngọc là giả chàng không biết đi xuống biển như thế nào. Cuối cùng thì y mới nghĩ ra cái kế là phải kiếm cái gì đẩy cát để mà lấp biển để mà lấy viên ngọc đó. Thì là ngày qua ngày y cái đẩy cát qua hoài đó, đẩy ra rồi vô, đẩy ra rồi vô. Cuối cùng hỡi mà biển đó mà lớn lên thì cát tan rã. Ngày này qua tháng nọ thì tự động có một cái ông thằng, mà ông thằng này á, ông thằng ướt nữa. Ông ấy thấy lạ quá, ông hỏi vậy chứ. Thưa ngài, ngài là tuổi từng tuổi lớn này rồi mà ngài thì thấy ngài đó mà sao đẩy cát vô ra hoài vậy, ngài kiếm cái gì? Nói, tôi kiếm viên ngọc quý, tôi đẩy cát hàng ngày đặng tôi lấp biển đông tôi lấy. Thì ông thằng ước thấy gì lạ quá, thôi ông nói thôi bây giờ đó tôi cho ông một cái điều ước, mà điều ước giữ ông ấy được thành tựu nghe, còn điều ước mà không giữ không thành tựu. Thì cuối cùng giả chàng này mới nói thôi bây giờ tôi ước được làm con cua để mà tôi lấp cát biển đông mà tôi lấy viên ngọc ấy. Thì cuối cùng thì vừa nói xong thì ông thằng ước nói đây là điều ước giữ, ta sẽ cho ngươi thành tựu. Thì trong khi đó ước xong thì giả chàng thành con cua gì. Thì Đức Thầy nhắc hôm nay chúng ta đó thì gan là cái đời này đó nó đã cặn rồi. Giống như mình đã sống trải qua nhiều nhiều nguyên rồi, mà trong cái tam nguyên đó nhiều lắm quý vị. Như là thượng nguyên thượng, trung nguyên trung, trung nguyên hạ và hạ nguyên thượng, hạ nguyên trung, hạ nguyên hạ. Mà hôm nay mình đã sống cái đời nguyên hạ, mà Đức Thầy có nói đó, hạ nguyên nay đã hết đời, phong ba biến chuyển đổi giờ gia can, năm mèo kỷ mão rõ ràng, khắp trong trần hạ nhộn nhàng xiết chi. Thì bây giờ cái đời này nó cuối rồi quý vị. Giống như là sống một năm có bốn mùa, xuân hạ thu đông. Hỡi hết thu thì sang hạ, hết hạ thì sang đông, hết đông thì trở lại xuân. Thì bây giờ quý vị nghĩ đi, hồi đó mà ở sáu tỉnh miền Tây của mình đó, là một năm đó mà mằng có hai vụ thôi, phải không? Mà tới năm mà vụ thứ ba đó là chỉ có mùa nước nổi mà thôi. Mà quý vị biết mà mùa nước mà tràn lên rồi đó
thì những con trùng con dế có thể bò đi không kịp sẽ chết hết. Chỉ có là những con chuột hay là những cái con gì đó mà nó biết tìm kiếm mà bò lên cây thì nó sẽ sống sót, phải không? Nhưng mà nó sống cũng chưa chắc qua được con người. Con người mình sẽ tìm kiếm mà bắt nó bán nè, rồi bắt nó ăn nè, phải không? Thì bây giờ thầy nhắc là cái kệ này đó, giống như mình sống cái đời này là cuối rồi, không còn nữa. Mà hôm nay thầy lâm phàm mở đạo mà chúng ta không biết tu, rất là uổng. Chẳng thế lợi danh giấc mộng tràn, đời cùng tiên Phật hạ phàm gian. Hay là thầy nói là gẫm cuộc thế chẳng qua tuồng mộng ảo, cuộc tri quan thường giết khách tài qua, nghe trung linh sớm nhất bởi ái hà, kẻo giật dục cuốn lôi vào bể khổ. Bây giờ quý vị ha, cái đời cuối này rồi mà mình cứ lo mãi danh lợi tình đó mà mình không chịu tu thì rất là uổng. Số vô thường không biết trước được. Giống như thầy đã nói là ai mà biết đặng ngày mai, ngày nay yên tịnh ngày mai thảm sầu. Nói đến câu chuyện này thì có một câu chuyện gì, câu chuyện tới xưa là có một cái vị này đó, là vị này là vị khách. Ngài đi trên đường mà ngài đói bụng quá, không biết làm sao mà để mà ăn cơm. Thì ngài đi chút xíu là gặp cái quán, ngài mới dự định vô ăn. Thì trong khi vô ăn đó thì ông thấy là cái bảng là để ngày mai ăn khỏi trả tiền. Vị khách này thấy cái bảng treo vậy rồi ông không có ăn, thấy vậy thôi ông đi. Ông nói thôi bây giờ cái bảng treo vậy thôi, ngày mai mình há ăn, chứ bữa nay mình ăn mất tốn tiền. Thế thì ông đi đường về nhà, rồi ông đợi sáng mai ông mới ghé quán đó ông ăn. Sáng ông tắm rửa sạch sẽ lắm, làm giống như người đi ăn tiệc, mặc đồ cũng sang trọng. Khi tới quán rồi ông kêu cơm ra ông ăn. Ăn đàng hoàng xong đó thì ông ra về. Thì cái diễn khách kia nói trả lời, dạ thưa bác xin bác trả tiền. Thì cái diễn khách này trả lời nói, tại sao mà anh còn đòi tiền tôi? Bản của anh là treo để ngày mai anh khỏi trả tiền, mà sao anh lại còn đòi lôi thôi? Thì cái vị diễn khách này trả lời là cái chủ quán trả lời đó, nói dạ thưa bác đó là ngày mai kìa, còn ngày nay xin bác vui lòng trả thế. Thế thì cái người khách đó đó không có tiền, đành phải để là nón và dép để lợn. Mà trên đường đi đó thì ông diễn khách này còn nhảm nhí nữa. Ông nói cái bảng mà treo như vậy đó thì làm gì có ngày mai. Thì cho nên đó là Đức Thầy mới viết là ai mà biết đặng ngày mai, ngày nay yên tịnh ngày mai thắm sầu. Nếu mà quý vị bây giờ tu mà còn hẹn lằn hẹn lựa thế, lỡ đêm nay có số vô thường mình đến, làm sao mà mình tu được quý vị. Cho nên khi bữa nay mình làm phước bố thí, gặp ai lỡ đường đó thì mình cứ làm đi. Hẹn hoi chú ơi hay cô ơi, ngày mai lỡ đi tôi giúp. Nhưng mà ngày mai mình chưa giúp người ta được thì đêm nay mình đã tắt thở qua đời rồi. Có phải uổng là một cái cuộc đời mình hành trình làm việc thiện không? Cũng như thầy nói là ở cho cha mẹ gờ khen, sớm giềng phải ở thật thà, giàu không quen biết cũng là như quen. Ở cho cha mẹ ngợ khen, gặp người lô nạn đuôi chen giúp giùm, sát thân là cái gông cùm, nếu làm chẳng trọn thú hầm xé thay. Thì y gan cho nên mình làm việc thiện được mình cứ làm. Và cái đời nay đó quý vị thấy không, bệnh dịch corona vô con người ha, quý vị kỳ rồi thấy ha, ở Trung Quốc đó ha, mà nằm bệnh viện mà đến nỗi liền tiền xuống không ai dám lụm nữa, phải không? Còn mình ở đây bỏ coi chừng người ta lụm nhóc à. Nhưng mà quý vị biết ha, liền tiền xuống mà không ai dám lụm, tại vì lụm thì sợ lây bệnh, phải không? Mà hôm nay đất nước của chúng ta sống cũng rất là yên bình. Cho nên nếu quý vị nào hiện nay đó có giàu có tiền dư đó thì mình làm phước bố thí đi. Chứ mình để mà chết rồi đó, tôi muốn lấy tiền đó làm phước, hay là cho tôi sống lại đi, tôi lấy tiền làm phước. Nhưng mà đâu có được. Bởi vì làm phước được thì mình cứ làm, đừng có hẹn mai hẹn mốt, muốn tu còn đợi chiều mai, khuyên người rèn sớm thì xài lâu hư. Đó, muốn làm phước thì phải làm liền, đừng có chờ quý vị. Cũng như thầy nói liệt, khi người hữu phước giàu sang, mau mau làm phước làm gian cho rồi, để sao khó đứng khôn ngồi, thương nhà tiếc của biết hồi nào ngôi. Ai mà ăn ở ngược xuôi, bị nơ rắn rít chẳng vui đâu là. Rắn to tên gọi mãng xà, trên rừng nó xuống nó tha dương trần. Ai mà tu tỉnh chuyên cần, làm đường ngay thẳng có thằng độ cho. Thương đời hết dạ cần lo, chẳng lo niệm Phật nhỏ to làm gì. Thì bây giờ quý vị nghĩ ha, có người đó thì họ nói thôi bây giờ tôi muốn làm cái thả cá hay là muốn làm cái gì chuyện đó đó, tôi hẹn mai hẹn mốt.
Nhưng mà hẹn không được quý vị ơi. Thôi quý vị nào đó có cổ đó thì nên bây giờ nên làm phước bố thí đi. Còn người nào đó chưa tu thì nên tu đi. Còn người nào chưa làm việc thiện nữa, ráng làm việc thiện đi. Để làm gì? Để một số vô thường đến đó, mình có chết đi nữa mình cũng được chút phước. Mà Đức Thầy có nói đó, những người có cổ tiền dư hãy nên bố thí dành tư làm gì. Sau đây nhiều chuyện ly kỳ kể sao cho hết vậy thì dẫn ơi. Thì bây giờ tôi nói có nhiêu thôi. Nhờ đỡ tao cái gì ơi.